Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz. Hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc bàn về chuyện showbiz như thế nào mà dân cư mạng lại dễ sống. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện sau đây. Hầu hết các ý kiến đồng tình với quan điểm, nhận định của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc về vấn đề trang phục của Hoa hậu hay là thí sinh thi Hoa hậu. Mới đây thì trên mạng xã hội lan truyền một bài viết cho là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc về thời trang của Hoa hậu. Cụ thể trong bài đăng cho là của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cho rằng thiết kế trang phục cho Hoa hậu không dễ. Đó là đại sứ nhan sắc của một quốc gia chứ không phải là một kỹ nữ. Thì câu chuyện này Thành Lộc chia sẻ ngay lập tức. Câu chuyện này là một tiêu điểm bàn tán của cộng đồng mạng cũng như là một số dân tình luôn theo dõi về nhan sắc của các người phụ nữ đi thi đấu trường quốc tế. Hầu hết thì các ý kiến đồng tình với quan điểm này, nhận định của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc về vấn đề trang phục của Hoa hậu hay là thí sinh ở các cuộc nhan sắc lớn như hiện nay về đề tài thí sinh nhan sắc và diện đồ thiếu vải. Ngay chính các người đẹp có danh hiệu cũng thích chọn trang phục thiếu vải, hở hang luôn trở thành một đề tài bình luận trong công chúng. Nhiều bộ đồ gợi cảm nhưng cũng có bộ cánh hở đến mức là phản cảm. Với quan điểm của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thì dân cư mạng đồng tình. Chỉnh là đúng rồi, văn hóa là cái đẹp chứ không phải bát nháo quá. Đó là nhận định của một số người khán giả. Hiện khán giả vẫn đang mong đợi chia sẻ cụ thể của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc về vấn đề này vì những gì đang diễn ra và đang lan truyền trên mạng. Tuy nhiên thì trước đó nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng từng nhiều lần gây xôn xao, bão trên mạng xã hội khi chia sẻ nhận định của mình về showbiz. Tháng 11 năm 2019 thì nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng có bài đăng đưa ra những góc nhìn thẳng thắn về tình trạng loạn giải thưởng trong showbiz Việt. Theo nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, giải thưởng của những thập niên trước rất có giá trị, là thước đo chuyên môn và sự thành công của một người nghệ sĩ. Tuy nhiên, ngày nay những cuộc bình chọn giải thưởng nổ ra quá nhiều. Ai đông phân, người đó nấy thắng, nên giải thưởng mang tính chất là phong trào, không còn là thước đo, tài năng, nghệ thuật, chuẩn xác nữa. Đó còn chưa kể đến mà vấn nạn mua giải, tuy nhiên Thành Lộc không muốn đề cập sâu vì xem vậy là dơ. Giải thưởng bao giờ cũng quý, nhưng mua giải thì không có gì là vui cả. Mới có một giải thưởng khác, thông báo mình nằm trong danh sách đề cử, hẹn mình đi quay một cái clip nho nhỏ kêu gọi khán giả bầu chọn cho mình. Ôi em ơi, anh xin lỗi, anh không quen làm chuyện này, từ chối thẳng thừng. Vậy là không bao giờ cái chuyện đó mà Thành Lộc tham gia. Từ chối thẳng như vậy luôn chớ biết sao bây giờ. Đó là Thành Lộc chia sẻ. Giải thưởng có thể không đến tay do không kêu gọi, nhưng nếu kêu gọi mà giải thưởng không đến tay thì còn xấu hổ hơn. Thôi sống theo kiểu xưa, vậy là mà lành. Đó là nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ thẳng thắn. Anh thật sự là từ chối khi mà tham gia quay những cái clip nào đó để cho kêu gọi cộng đồng mạng, mọi người để ủng hộ cho mình. Vì fan hâm mộ đông thì được giải thì cái điều đó thực sự là cộng đồng mạng cũng như là mọi người không đồng tình, chứ huống chi là nghệ sĩ Thành Lộc, một trong những người nghệ sĩ gạo cội. Anh chia sẻ là ngay lập tức là phủ sóng trên mạng xã hội ngay, nhận định được sự đồng cảm của khán giả và nhiều người rất là đồng tình với nghệ sĩ Thành Lộc nhận định. Vì ở đây là giá trị của giải chứ không phải gì 1.000 người, 2.000 người, những fan hâm mộ nhiều hơn thì người đã thắng giải. Cái điều đó chắc có lẽ là cái đó là phong trào là đúng, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ như vậy. Nhiều người cho rằng trong làng giải trí hiện nay thì nhiều giải thưởng mang tính chất phong trào, đến rồi lại đi, chưa đủ sức để khẳng định tên tuổi người nghệ sĩ trong lòng công chúng. Vào hồi tháng 5 năm 2020,
thì Thành Lộc gây chú ý khi lên tiếng bàn luận về diễn xuất của Nhã Phương. Cụ thể trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đăng bài bà xã Trường Giang đang đánh đàn tranh trong phim Trạng Quỳnh, kèm chia sẻ: không nghĩ là thời xưa người ta có thể thiết kế đàn tranh dành cho người thuận tay trái. Sau đó là nghệ sĩ Thành Lộc cũng chia sẻ cụ thể cả đoàn phim không có ai phát hiện là cây đàn tranh bị ngược hết, xem mà giật mình luôn. Phim điện ảnh đó đã là phim thì phải là lỗi nặng hơn thuộc về đạo diễn, chính người đạo diễn và diễn viên đã quá tắc trách với những kỹ năng của mình, không thể nào mà chia sẻ hết được. Đôi khi có những cái việc mà bị lỗi trong phim trường. Và anh cũng chia sẻ thêm, khi bản thân mình nói về chuyện này cũng không có gì là phải ngại đụng chạm, vì thứ nhất tôi là đàn anh của các bạn, Nhã Phương hay Đức Thịnh đều là đàn em út, không phải để mình đôi co qua lại như vậy. Tôi viết cảm nhận với con mắt nghề nghiệp của tôi, đó là lỗi chính tả mà trong nghề diễn không nên để mắc phải, chứ tôi không có ý công kích ai cả. Tôi cảm thấy tiếc, đó là phim điện ảnh, mình có thể là đổ công đổ sức làm một tác phẩm điện ảnh, không nên mắc lỗi như vậy. Cái lỗi đó là xuất hiện uổng trong phim. Người có thiện chí hiểu thì không sao, người không có thiện chí nghĩ tôi đánh bóng tên tuổi bằng cách hạ uy tín của người khác. Ôi, ở cái tuổi nghề, tuổi đời của tôi không phải lăng tăng mấy chuyện đó, thành ra tôi thấy là phiền quá. Nghệ sĩ Thành Lộc nêu ý kiến cho rằng là nghệ sĩ Thành Lộc viết trên trang cá nhân của mình để đánh bóng tên tuổi của mình, nhưng mà anh đã chia sẻ thật, đó là trong cái nghề nghiệp của mình, cái nhận xét, cái nhận định của những người trong nghề lâu năm. Hồi tháng 1 năm 2021 thì nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng có những chia sẻ về cụ Mẫu Xuân Lan, về công việc bán hàng online từng là chủ đề tranh cãi của giới nghệ sĩ, đặc biệt là trong giai đoạn Covid-19. Trong talk show Chuyện Ngại Nói, Xuân Lan cho rằng các nghệ sĩ cũng gặp khó khăn trong tình hình dịch nên buôn bán online là mưu sinh bình thường, không có gì xấu hổ. Còn riêng nghệ sĩ Thành Lộc thì bày tỏ quan điểm cá nhân của mình: riêng tôi lại rất thán phục những bạn đó, vì tôi không làm được những chuyện đó, tôi không biết làm. Mình lanh lợi cái miệng ở sân khấu thôi, chứ mình ở nhà quảng cáo bán hàng thì không phải ai cũng làm được. Tôi thấy nhiều bạn rao bán hàng rất là giỏi, tôi mới nói trời sao mà hay quá vậy. Tôi thán phục vì các bạn đó truyền cho tôi cảm hứng rất tích cực trong cuộc sống. Đó là bằng mọi cách mình bươn chải để duy trì cuộc sống của mình trong cái thời điểm khó khăn. Và tôi nể các bạn đó là không xấu hổ. Đôi khi khán giả xấu hổ giùm nghệ sĩ chúng tôi, và từ cái xấu hổ đó lại chuyển thành chê bai, cười cợt. Và anh cũng nói thêm như thế này: chúng tôi là nghệ sĩ cũng là con người mà, người ta cũng phải là nuôi gia đình. Trong thời điểm dịch giả khó khăn, suy cho cùng thì việc của chúng tôi ở sân khấu hay là đi bán hàng vẫn nằm trong khuôn khổ của những người đem công sức của mình ra kiếm tiền, đó là lao động, kiếm tiền từ bản thân mình, không vi phạm pháp luật. Nhiều khán giả để lại bình luận rất là quý nghệ sĩ Thành Lộc: sao chưa phong nghệ sĩ nhân dân nhỉ, Thành Lộc nói từ tâm nghệ sĩ thì rất là hữu ích, quá chuẩn luôn khi bàn về vấn đề này. Cảm ơn anh Thành Lộc dám nói sự thật trong giới này. Đó là một số khán giả đã chia sẻ. Và nhiều người rất là ủng hộ nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, khi anh chia sẻ ở vấn đề nào đó thì anh không ngại ngùng, và anh cũng nói thẳng thắn luôn là trong nghề nghiệp anh nhận định, chứ không dìm ai và cũng không hạ bệ ai. Cho nên cái điều đó thì trong giới nghệ sĩ, nếu như họ thấy được cái vấn đề mà ở đàn anh, đàn chị nhận xét về vấn đề nào đó thì chúng ta nên rút kinh nghiệm, và trong những cái bộ phim hoặc là những vấn đề sau đó mình làm trong diễn xuất thì mình nên thay đổi theo sự góp ý của những người đàn anh, những người có tay nghề cao, để cho cái nghề diễn của mình nó sẽ là suôn sẻ và tốt đẹp hơn, để lại trong lòng công chúng có nhiều cái mà ấn tượng hơn, để rồi sau này mình được trọng danh hơn là khi mình làm cái điều gì đó sai hoặc là quá lố, hoặc là làm một cái điều đó mà khán giả không ưa thích, thì
liệu sau này những người khán giả, những người fan hâm mộ có luôn ủng hộ mình trong suốt cái con đường dài nghệ thuật của mình hay không. Đó là những nhận định của nghệ sĩ cũng như là những người đang theo dõi về câu chuyện showbiz Việt. Chúng ta nên chia sẻ thẳng thắn, thật lòng để rồi góp ý cho nhau, cùng nhau để hỗ trợ trong nghề nghiệp cũng như là trong dưỡng sức và tất cả mọi việc liên quan tới nghệ sĩ, thì mong muốn cho nghệ sĩ luôn lúc nào cũng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức showbiz Việt. Xin chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.